Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã hướng dẫn đại chúng sám hối và niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh, kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính thưa các cha các má, kính thưa các chư liên hữu đồng tu, chúng con tự biết phận mình là hàng phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, chướng ngại trùng trùng, nên ngày ngày chúng con niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho chúng con hết chướng ngại. Nhưng chúng con cũng không ngờ là chướng ngại của chúng con lại nhiều đến như vậy. Đi đến đâu cũng gặp đầy rẫy những chướng ngại. Đi làm thì gặp đồng nghiệp cản trở, gây khó khăn trong công việc. Phải bỏ chỗ làm này đi tìm chỗ làm khác, nhưng hình như là chướng ngại cũng không buông tha mà cứ đuổi theo chúng con, đổi 4 năm chỗ làm mà vẫn chưa được yên. Và trong những việc khác cũng vậy, hình như đi đến đâu cũng gặp rất là nhiều chướng ngại. Trong những tuần vừa qua, chúng con được nghe thầy Diệu Âm Tịnh Hải giảng về vấn đề lạy Phật để cầu xin cho hết chướng ngại. Và trong mấy câu trả lời C, chúng con có thấy là câu trả lời C là chướng ngại là từ trong tâm ứng hiện ra, chứ không phải Phật ban phát hay kết tội. Con nghe nhưng không hiểu là câu này đúng hay là sai. Các cha các má chư vị đồng tu giúp cho con được không ạ? Dạ, câu này đúng không ạ? Dạ, con xin cảm ơn các cha các má, các chư vị đồng tu, nhưng mà con vẫn chưa hiểu lắm và không hiểu tại sao là chướng ngại lại từ trong tâm mình mà ứng hiện ra được. Thì hôm nay chúng con cung thỉnh thầy Diệu Âm Tịnh Hải giảng giải cho chúng con được hiểu cặn kẽ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con cùng thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Quang Lâm chứng minh, chúng ta hẹn với nhau đến đây học hộ niệm. Nói về hộ niệm, chúng ta cố gắng mổ xẻ từng chút để mà cùng nhau chúng ta hiểu rằng một đời này chúng ta gặp chướng ngại, nhưng mà có người vượt qua chướng ngại được, có nhiều người vượt qua chướng ngại không được. Cái chủ đề hôm nay chúng ta là lạy Phật cầu xin hết chướng ngại, tức là không có gì cản trở chúng ta. Thì chúng ta suy nghĩ thứ là mình cầu Phật như vậy là cầu như thế nào đây? Thì hôm nay cái đáp án C là chướng ngại từ trong tâm ứng hiện ra. Tâm của ai đây? Bạch với chư vị, các bà các má, tâm của chính mỗi chúng ta. Chính cái tâm chúng ta làm cho chúng ta bị chướng ngại, tâm chúng ta cản trở con đường vãng sanh, tâm chúng ta muốn đi vào trong lục đạo luân hồi để chịu nạn, tâm chúng ta nếu muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không ai có quyền ngăn cản được cái tâm chúng ta đi đâu. Chính vì thế mà mong chư vị phải nhớ cho là muốn một đời này chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái tâm lực của mình phải mạnh chư vị ơi. Cái chú định chúng ta phải vững, nhớ nha chư vị. Phật dạy là tất cả đều do tâm mình tạo, thì chướng ngại là do tâm mình tạo ra, chứ không phải Phật thương mình cho mình hết chướng ngại, Phật ghét mình cho mình bị chướng ngại cho biết tay. Không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Như vậy thì khi mình quỳ trước bàn thờ, mình cầu mong Phật cho con hết chướng ngại, tức là tự mình phải xem xét lại mình có gì trở ngại trên con đường tu hành hay không. Tự mình phải lo sám hối những chuyện này. Ví dụ như lúc mà ra đi, mình quyết lòng
vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định một con đường này mà đi. Tại vì mình nghe lời Phật dạy là vãng sanh thì một đời thành Phật, vãng sanh tức là thành Phật. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca dạy như vậy thì ta quyết lòng đi như vậy. Ta quyết lòng đi như vậy thì dẫu cho trước mặt chúng ta bệnh khổ đang hành hạ, nghiệp chướng đang bao vây, bản thân trái chủ cài bẫy trùng trùng, ta vẫn được quyền bước ngang qua tất cả những chướng ngại đó, đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Xin bạch chư thầy cùng chư vị, tại vì Phật dạy là tất cả đều do tâm tạo chứ không phải tất cả đều do nghiệp tạo. Tất cả đều do tâm chúng ta quyết định chứ không phải tất cả do quan gia trái chủ quyết định. Tất cả do tâm mình quyết định chứ không phải là do căn bệnh này quyết định. Xin thưa thẳng thắn, chính vì cái đạo lý này mà chúng ta mới thấy rằng sở dĩ A Di Đà Phật phát thệ rằng dẫu cho một người mà tạo ra những tội lỗi sâu dày to lớn, nhưng khi có duyên gặp được danh hiệu của Ngài mà tin tưởng vui vẻ niệm danh hiệu Ngài, nhẫn đến 10 niệm để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Xin thưa với chư vị, chính cái pháp hộ niệm này đã khai triệt để cái đạo lý cao tột của đạo Phật chúng ta là tất cả đều do chính cái tâm niệm của mình tiếp dẫn mình. Một là tiếp dẫn mình đi về Tây Phương Cực Lạc ở chung với chư đại Bồ Tát trên mười phương pháp giới, ở chung với chư Phật để chúng ta thành Phật. Cũng là cái tâm này mà lại bắt mình ở lại trong cái lục đạo luân hồi, nhiều khi còn bắt mình chui vào trong tam đồ ác đạo chịu đựng được. Tất cả đều do tâm mình, chư vị ơi, không có cái gì khác cả. Vậy thì bây giờ xin nói chư vị là mình muốn đi về Tây Phương Cực Lạc hướng an vui hạnh phúc không sanh không tử chờ ngày thành Phật, hay là ở đây chịu nản? Đi con đường nào chứ vậy? Đi về Tây Phương thành đạo vô thượng đi chứ vậy. Hãy về đó rồi là yên chí, hoàn toàn yên chí. Chúng ta không lo sợ một cái cơ hội nào phải rớt lại trong cái cảnh phàm phu này mà chịu nặng nữa. Nhớ nha chứ vậy. Còn sơ ý lúc đó chúng ta lại nghe người này nói vào, người kia nói ra, tâm chúng ta chao đảo. Xin thưa với các bà các má, chỉ còn một cái niệm chao đảo trong lúc buông báo thân ra đi đã đủ duyên cho những cái nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo ra trung trùng từ nhiều đời nhiều kiếp trên đời này nữa, dư sức kéo chúng ta lại trong cảnh khổ nạn. Như vậy thì muốn cho lúc mà mình ra đi tâm mình không có bàng hoàng này, phân vân do dự này, không có hoang mang này. Chư vị ơi, đừng bao giờ nghĩ rằng là trong đời này ngày nào ta cũng niệm Phật thì lúc buông bao thân ta cũng niệm Phật dẻo dai, ta cũng niệm Phật thành tâm, ta cũng niệm Phật chí thành như lúc cộng tu với đại chúng đâu. Xin thưa với chư vị, tại sao vậy? Tại vì phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng này nó dữ dằn quá đi, nó quậy chúng ta đến nỗi mà không có một cái giây nhớ đến câu A Di Đà Phật nữa đó chứ vậy. Nó phá chúng ta đến nỗi ta không biết nguyện đi đâu nữa, mà trong khi suốt hàng ngày suốt đời ta cứ nguyện vãng sanh mà lúc đó ta nguyện không được nữa đó chứ vậy. Chính vì thế mà hàng phàm phu chúng ta, xin thưa thật, nếu không biết đường tu, 1 triệu người tu tìm ra 1 người thoát nạn khó khăn vô cùng. Đây không phải là lời của Tịnh Hải phàm phu này nói, mà chính Đức
Thế Tôn đã nói rõ ràng như vậy. Ức người tu hành, hàng triệu người tu hành, tìm cho ra một người, hai người đắc đạo thoát vòng tứ, khó khăn vô cùng, khó khăn vô cùng. Chỉ có cái nương theo cái câu A-di-đà Phật và nhờ đại nguyện đức A-di-đà mà Ngài đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà muốn Ngài đưa ta về Tây Phương Cực Lạc thì theo cái đạo lý tất cả đều do tâm của chúng ta tạo, chứ không phải là tất cả đều A-di-đà Phật tạo. Ngài muốn cứu ai cứu. Như vậy Ngài đổi là làm sao trong lúc buông báu thân ra đi ta nhớ được danh hiệu A-di-đà của Ngài mà ta niệm, ta nhớ được cõi Tây Phương mà ta tha thiết muốn về, ta quyết định niềm tin này ta không thay đổi, chỉ có ba cái điểm này thôi thì đúng hợp với cái đạo lý tất cả đều do chính tâm của mình thực hiện. Vì chúng ta thực hiện được cái đạo lý duy tâm ngay trong giờ phút đó, cho nên gọi là cái tự tánh Phật của ta ứng hiện ra. Chư Phật mới tới mừng rỡ và phóng quang đưa cái tự tánh Phật này trở về Tây Phương. Một chút như vậy mà ta chấm dứt tất cả mọi cảnh phàm phu lục đạo luân hồi khổ đau, ta trở về cái cảnh giới của chân tâm tự tánh, ta thành Phật như chư Phật trên mười phương pháp giới. Chư vị ơi, chính vì thế mà cái pháp hộ niệm này xin thưa thật là cái đại cứu tinh cho chính người phàm phu của chúng ta. Các bà các ngài hãy tin đi, đừng bao giờ đang niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc có một người kia tới nói bà cụ này hồi giờ tạo nghiệp nhiều quá, bà liên cái nghiệp đi đâu mà đòi đi về Tây Phương một đời thành đạo, rồi nhân quả ở đâu, có nghiệp phải lo trả nghiệp chứ không trả nghiệp thì làm sao đi được. Ta nghe những người không biết cái đạo lý duy tâm tột đỉnh là ngay giờ phút đó ta không theo nghiệp, mà ngay giờ phút đó ta quyết lòng đi về Tây Phương thì chư Phật mười phương A-di-đà Phật sẵn sàng phóng hào quang đến đưa ta về Tây Phương ngay tức khắc. Vì tâm của ta là Phật mà hàng vô lượng đã mê rồi, mê rồi mà bây giờ gặp cái cảnh một niệm mười niệm tất sanh, ta không chịu giác ngộ, đã cứ tiếp tục mê trong con đường chạy theo nghiệp thì đành phải chịu theo nghiệp mà thọ nạn. Phật cũng đành rơi nước mắt mà than rằng tại sao chúng sanh mê mờ đến nỗi mà chỉ còn một niệm A Di Đà, một niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, lòng tin vững vàng là được thoát nạn mà không chịu đi, mà rõ ràng đi theo con đường phá nghiệp, phá gì phá, đã vô lượng kiếp qua thất bại rồi và bây giờ đây không còn sợ nữa. Chính vì thế mà mong tất cả các ba các má ngộ ra con đường này mà quyết chí đi cho vững. Chiều không các ma các ba, chiều không, chiều không các anh các chị, hàng ngày đều có người vẫn tranh cớ chi chúng ta nghi nghi ngờ ngờ đó tiếp tục đi theo con đường khổ nạn triền miên như vậy, đúng không? Mau mau ngộ ra một cơ hội này ta đi về Tây Phương thành đạo. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân thầy đã giảng giải, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Chúng con đã lắng nghe thầy giảng và chúng con đã hiểu được cái đạo lý vạn pháp do tâm tạo, tâm chúng ta vững vàng, chí nguyện vãng sanh kiên cố, và nhất là phải bám chặt vào hộ niệm để nhờ những người hộ niệm giúp cho chúng ta giữ được cái tâm lực vững vàng khi mà cái cơ thể này nó muốn buông xuôi, nhưng nhờ sự hộ niệm đã giúp cho chúng ta giữ được cái tâm lực, giữ được chí nguyện vãng sanh, thì trong tâm chúng ta sẽ không còn những chướng ngại nào mà có thể không thể vượt qua, và cuối cùng thì nhờ tâm lực vững vàng mà chúng ta
sẽ được vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Chúng con thành kính tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.